chào chị. Ừ, có bận gì không? Mình đi ăn cơm rồi trò chuyện đến chiều. Chị đang chán đời đây. Em cũng đang không thích về nhà, giáp mặt mẹ chồng nhiều ngại lắm. Ừ, thế thì đi. Bà cụ vẫn thế à? Vâng ạ. Thế thì em càng phải cẩn thận. Có mẹ bật đèn xanh là lão ấy dễ bổ bịch lắm. Không đâu, em tin anh ấy mà. Tin gì? Đàn ông thì biết đường nào mà lần. Em nhìn tấm gương tẩy liếp ngồi sau em đây này. Ừ, con cứ yên tâm, nó có vẻ xuôi xuôi rồi đấy. Cháu giận lắm, lần nào đến anh ấy cũng chỉ khen vợ thôi. Đừng giận nó, khổ thân, nó tổ lắm. Để bác khuyên nó dần dần. Thế con tính thế nào? Đã cho bác gặp gia đình chưa? Lại còn chị con nữa, phải bàn tính cụ thể chứ. Chưa được đâu bác ạ. Bao giờ mọi việc ổn thỏa như bác đã bàn thì mới nói chứ. Ừ, cũng phải thôi, chả đâu vào đâu. Nhưng con yên tâm, bác sẽ bắt con Phương phải tự ra đi thôi. Thế nhé, bác sẽ gọi lại sau. Bà vừa nói chuyện với ai đấy? Bà đừng tưởng tôi không biết nhá. Tôi cấm bà không được thậm thụt với con bé cắt tóc rồi nữa. Nếu con Phương biết, nó không coi ra cái gì đâu. Tôi chẳng thiết cái ngữ ấy. Để có cháu, việc gì tôi cũng làm. Nhà này quyết không thể tuyệt tự. Nhưng bà cũng phải để cho nó có thời gian chứ. Có người chục năm mới đẻ thì sao? Hàng chục năm thì tôi xuống lỗ rồi. Cơ, có tí tình hay sao mà làm việc hăng thế? Ra uống chén nước trà đã. Ông nói thế mang tiếng chết. Này, tôi còn chưa bắt ông trả công nhờ vụ đâm xe của tôi mà ông có được người đẹp đấy. Sao chuyện gì ông cũng biết thế nhỉ? Bạn bè thân thiết, quan tâm đến nhau một tí thì có gì là lạ. Thực ra tôi vẫn đang phân vân, không biết nên làm thế nào. Có lẽ cô ấy yêu tôi thật nên cứ bám giết lấy. Theo ông, xúc tiến đi chứ còn gì nữa. Cô ấy yêu ông mà ông không đáp lại là có tội. Ở vào hoàn cảnh của ông thì đấy là cơ hội tuyệt vời. Vừa giữ được vợ, vừa có con, mất gì của bọn. Ông xem, cả cái công ty này có ai đào hoa được như ông không? Anh ơi nhìn kìa. Không, anh quay lại đi. Nhanh lên anh. Nhanh lên anh. Đấy. Anh ơi ra đây. Em thích con này này, anh thích không? Anh thích con này cơ. Xấu. Đây này, con này này, nó đẹp hơn vì nó là một đôi mà. Chị ơi cho em con này. Bao nhiêu ạ? 20.000. Ông gọi em đây. Em và anh vẫn thường nuôi một con nhé. Không, phải để chúng ở gần nhau. Anh sẽ nuôi. Cuối năm anh đón nốt em về là đủ. Vô duyên, ai về mà đòi đón. Khánh, Khánh ơi. Khánh, dậy đi con. Sao lại là hôm nay? Con không muốn đi đâu. Nhưng mẹ hẹn với nó rồi. Trời ơi, anh còn làm khổ tôi đến bao giờ nữa? Anh muốn tôi chết không nhắm mắt phải không? Thôi, thôi, mẹ lại sắp bắt đầu rồi đấy. Con sẽ đồng ý đi lại với Oanh.
Nhưng con phải bàn cụ thể trước đã. Sẽ phải có một số điều kiện. Được rồi, có cháu, điều kiện gì mẹ cũng thực hiện được. Một là mẹ phải tuyệt đối giữ kín, không được để lộ cho Phương biết. Hai là mẹ không được gây khó dễ với Phương. Ở nhà phải giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Ba là mẹ không được làm gì để ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và Phương. Được rồi, anh định hợp đồng với mẹ đấy hả? Mẹ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu được để con còn tính. Thôi được rồi, thế anh định thế nào nào? Mẹ ơi, đưa hộ con cái điện thoại ạ. Anh à, sao anh chưa về? Không phải kiểm tra, nó đi đánh tennis với thằng Quang rồi, muộn mới về. Hai bố con cứ ăn cơm trước đi, tôi ăn sau. Mẹ buồn cười thật đấy, điện thoại của con sao mẹ lại nghe? Thôi, con ra xe trước đi, mẹ thanh toán tiền rồi đi. Cháu thanh toán tiền cho cô. Vâng ạ. Vẫn chưa ai về hả con? Dạ, mẹ đi có việc quan trọng. Còn anh Khánh đi đánh tennis với anh Quang, muộn mới về cơ ạ. Thôi, bố con mình ăn cơm trước đi vậy. Cái thằng ngày sinh nhật cũng không nhớ mà về. Bao giờ chứ? Mà bây giờ lại sinh ra cái trò tennis tennel cơ chứ. Ăn đi con. Kệ nó. Anh ơi, lấy hộ em cái áo với hả? Anh sao ngồi chờ em một chút, em xong rồi đây. Để em nhờ một chút. Anh bảo hộ em. Alo, mẹ đây. Con đang ở đâu đấy? Ừ, thế thì tốt. Cứ đưa nó đi chơi cho vui vẻ. Mẹ về bằng xe ôm, không phải chờ đâu. Này này, con mà không giữ lời hứa với mẹ là không xong với mẹ đâu đấy nhá.
Alo. Alo. Ta đi thôi anh. Em chưa ngủ à? Em chờ anh. Quà sinh nhật của anh này. Anh xin lỗi. Anh quên mất. Đánh xong anh Quang lại rủ anh đi nhậu. Hay là từ mai không đánh tennis nữa nhá? Không. Anh cứ chơi đi cho khỏe người. Nhưng cứ về muộn thế này thì... Em chờ được mà. Thôi, anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ. Anh mới tập chơi mà đã đánh ngang ngửa với Quang rồi đấy. Chồng em được cái thông minh, học gì cũng nhanh. Chơi thể thao, mồ hôi mồ kê mà anh không tắm đi, hôi chết. Thôi khuya rồi, anh buồn ngủ lắm, để mai tắm cũng được.
Ơi, vào đây, vào đây, vào đây. Gớp thiêng thế. Tôi vừa nhắc cậu với chị Tính. Chủ tịch công đoàn đây này. Nghe nói dạo này cậu chăm chỉ rồi hả? Được sếp khen lắm. Này, bao giờ được lên chức trưởng phòng thiết kế? Cậu nhớ phải khao to đấy nhé. Ê chết, còn lâu chị ạ. Em bị sếp kêu nhiều quá nên phải cố làm thôi ạ. Này, giấu làm gì? Nói ra cho anh em mừng. Thiếu chân trưởng phòng, không cậu thì ai thay? Sếp sắp ra quyết định bổ nhiệm rồi còn gì nữa. Thì cũng nghe phòng tổ chức nói phong phanh như thế, chứ đã ra ngô ra khoai gì đâu ạ. Anh này, tuần sau có bạn không? Em rỗi mà. Mình đi đâu chơi bây giờ? Anh nghĩ đi. Hay là sang bên Gia Lâm câu cá nhé? Được đấy. Lâu lắm rồi anh không câu cá. Chị Thơm ơi. Chờ chị lâu rồi hả? Vừa định đi thì lại có khách đến đặt hàng, nên cứ lấn bấn mãi mới đi được. Chị uống gì ạ? Như cũ nhá. Vâng. Em mất ngủ à? Không. Mắt thầm quầng thế kia lại còn chối. Khánh có bồ à? Đâu. Chị đã nhắc em rồi, trang điểm cho nó đẹp vào. Nhìn thiếu sức sống là chồng nó chê đấy. Mà không biết đẹp thì đẹp làm cái gì? Chồng chị về chưa? Chưa. Nhưng chị vẫn quyết tâm chữa. Vừa rồi bác sĩ lại phát hiện ra một cái u nang ở tử cung. Khốn nạn thế chứ. Thế chị phải cắt ngay, để lâu thành u ác thì chết. Ai chả biết thế. Nhưng đã cắt là phải cắt tất. Đành phải sống hòa bình với nó. Cứ chữa đẻ đã. Tính mạng là trên hết. Biết có còn được không mà chị liều thế. Còn nước còn tát. Cái đời mình sống mà không có con thì coi như chết. Nên ông Minh đã chán chị mà bỏ nhà đi suốt. Lúc chữa được thì phá. Đến lúc muốn đẻ thì tỉnh. Bây giờ ân hận thì muộn mất rồi. Sao cái số kiếp đàn bà như chị em mình lại khổ đến thế? Mình có phải là đàn bà đâu. Anh. Hôm nay không có khách à? Có, nhưng em không nhận. Lần sau cứ nhận, không cứ như thế này là mất khách đấy. Cuốn tạp chí kiến trúc của anh để đâu rồi? Anh để đâu mà không nhớ à? Alo, mẹ đây à? Vâng, con ở chỗ anh. Thật mà, mẹ không tin à? Mẹ nói chuyện với cô ấy nhé. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Dạ, con chào mẹ ạ. Chúng con đang ở bên nhau mẹ ạ. Anh Khánh cũng rất vui
Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm. Dạ vâng, con chào mẹ. Anh này. Mẹ bảo hôm nay anh ở lại đây ăn cơm với em, khuya về cũng được. Alo. Chị Hòa. Em là Khánh, chồng của Phương này. Chị ơi, hôm trước có Phương ở đây em không tiện hỏi. Chị có thể cho em biết tình hình của Phương tiến triển như thế nào rồi không? Vâng. Khánh! Con Hoành có bầu rồi đấy. Có bầu à? Sao thế được? Nhanh quá chứ gì. Chả bố anh. Nhìn cái mặt kìa. Mẹ đã bảo chồng tướng nó là mắn đẻ lắm mà. Nhưng không thể thế được, con... Sướng quá còn óc ẹo gì. Thôi, đưa mẹ ra chợ mua mấy con chim bồ câu về tần cho nó. Nghe nói, ăn chim bồ câu dễ đẻ con trai đấy. Thôi, đi, mau lên. Nhanh nhanh lên. Mẹ xem lại đi, con thấy chuyện đó không phải đâu. Này, anh học cái tính phũ phàng ấy ở đâu ra đấy? Nó là đứa con gái ngoan, tôi chưa thấy nó yêu đương ai cả. Tôi còn hiểu nó hơn anh đấy. Anh đừng có giở cái giọng ấy ra đây. Và trước mặt nó, tôi cấm anh không được nói như thế đấy. Thông báo với em một tin mừng, anh sắp lên chức trưởng phòng rồi. Chơi tennis lâu nay, anh đã thắng anh Quang chưa? Thắng quá đi chứ. Anh ký đi. Anh không ký, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng có nghe lời mẹ. Em không nghe ai cả. Em không muốn sống kiểu này nữa, khổ lắm. Em nghĩ là anh không khổ à? Anh phải chiều mẹ một số việc. Mặc dù anh không thích, nhưng cốt chỉ để cho em bình yên và có thời gian chữa bệnh. Em phải hiểu anh chứ. Nhưng thời gian mà kéo dài, em làm sao mà yên tâm được. Alo. Dạ vâng, chào sếp ạ. Đang ở cạnh vợ à? Đến nhanh lên, không em phạt đấy. Nhớ quá rồi, không chịu được nữa đâu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Việc đó thì được ạ. Vâng. Vâng, em sẽ đến ngay ạ. Vâng, em chào sếp ạ. Hôm nay anh không được đi. Em muốn anh ở nhà. Như anh đã hẹn với sếp rồi, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ có cách làm cho không ai phải khổ cả. Thôi anh đi nhá. Em ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Của anh hết bao nhiêu? 20.000 anh ạ.
gửi em. Em cảm ơn. Lần sau anh lại đến nữa nhá. Ừ, chào em. Vâng, em chào anh. Anh ghen đi à? Tôi mà thèm ghen với cô á? Tôi chấp nhận đi lại với cô chẳng qua là vì mẹ tôi sắp đặt thôi. Cô cứ việc tự do, đừng có làm điều gì quá đáng là được. Nhưng hôm nay cô phải cho tôi biết cái chuyện mà hôm trước cô thông báo cho mẹ tôi ý, phải trả lời cho nghiêm túc đấy. Em thấy mỗi khi anh cáu, trông anh lại đẹp trai hơn đấy. Chúng mình đi vào trong kia nói chuyện đi. Cô đi thay đồ đi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Cho em gửi cái xe nhá. Ừ, cứ để đấy. Em cảm ơn. Mời vào. À, em đấy à? Em vào đi. Sao thế? Anh Khánh có bồ thật rồi. Thế mà em cứ hy vọng. Nó là con nào? Em không biết. Em viết giấy ly gì nhì không ký. Đập chết con kia đi chứ. Dở hơi à? Việc gì em phải ly dị? Hiền là thiệt em ạ. Như lão chồng chị ấy, đi cả tháng nay chắc lại có con bồ mới nào. Chị đang cho đầu gấu theo dõi, đánh dằn mặt, phải cho nó chừa chồng mình ra chứ. Số em khổ quá. Chuyện như thế bà chẳng dám nói với ai. May mà có chị. Chị em mình cùng hội cùng thuyền. Việc của em là tiếp tục lo chữa bệnh. Còn xử lý con kia, em cứ để chị lo. Chị chuẩn bị đi đâu đây? Chị đang chuẩn bị đi Thái Lan. Phải sang bên đó xem hàng họ thế nào em ạ. Chị muốn đăng ký bán độc quyền cho một hãng lốp ở bên ấy. Chị bệnh thế mà vẫn đi à? Có lâu không? Còn tùy thuộc vào công việc. Chắc cũng phải mất vài tháng đấy. Chị đi thì em biết làm thế nào? Em cứ yên tâm. Chị sẽ lo. Mà chị đã đi ngay đâu? Chị Thơm ơi. Ừ? Có người hỏi mua lớp thể thao. Nói với họ là hết hàng rồi. Vâng ạ. Mẹ. Ừ. Sao nay mẹ ra sớm thế? Con xong rồi đây. Chị gửi tiền. Em xin. Từ mai nghỉ làm mà giữ sức khỏe, để mẹ nuôi. Mày có mẹ bên cạnh. Chứ anh Khánh từ lúc thấy con có con, cô lảng tranh suốt, con buồn lắm. Kệ nó, đã có mẹ, nó xấu hổ ấy mà. Con ra ăn đi cho nóng. Ngày nào cũng bồ câu hầm, ngấy quá mẹ. Thôi được rồi, mai mẹ sẽ đổi món tim hầm với ý dĩ hạt sen. Hôm nay con cố ăn đi, cho con nó khỏe. À, mà con đã nói cho chị con biết chưa? Anh Khánh đã bỏ vợ đâu mà con nói. Chị con mắng chết. Thiệt cho con quá. Thôi được rồi, để mẹ sẽ tính. Con có lợi thế, tác động thằng Khánh giúp mẹ. Còn làm sao mà nói được. Nhiều lúc anh ấy còn nói. Thôi được rồi, để mẹ bảo nó. Từ nay cấm không nói đến chuyện ấy nữa. Alo, phòng thiết kế xin nghe. Anh Quang à? Ai đấy? Em Phương đây. Cho em gặp anh Khánh với. À, Khánh nó vừa đi shopping rồi.
Nó vừa hỏi anh về mấy cửa hàng bán váy bầu. Này, anh chúc mừng em nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh điên à? Anh không điên, nhưng sẽ có kẻ điên đấy. Vậy em vẫn thế nhá. Em định lúc nào? Tối nay khoảng 8:30. Chết giờ. Lúc ấy chị lại đang bận nhập hàng. Thôi được, chị sẽ cho hai thằng đệ tử đến đón em trước, rồi chị sẽ đến hỗ trợ sau. Thế nhá, chị đang vội, cứ gặp lại. Xếp rồi, em đẩy cái dự án ấy sang cho phòng anh đấy. Thế à? Ừ, khi nào xong nhớ phải khao em đấy. Được rồi, em cứ yên tâm. Sao lần nào đi anh cũng mặc mấy bộ thể thao này thế? Em muốn cái tặng quà gì? Em không thích trốn tránh mãi như thế này đâu. Anh bỏ vợ đi. Sao cô dám nói ra điều ấy? Cô không biết ngưỡng mồm à? Anh đừng suy diễn nữa có được không? Chuyện đã thế rồi, anh nên lo cho con đi. Nếu không được ở gần bố nó thường xuyên, nó sẽ rất thiệt thòi đấy. Alo. Vâng, con đây. Vâng, mẹ không phải kiểm tra. Con sẽ làm đúng như những gì đã thỏa thuận với mẹ. Mẹ có nói chuyện với cô ấy không? Để con đưa máy. Chị mở nắp, hất vào mặt nó. Cái gì đấy? Acid à? Không, chỉ là một loại có mùi khó chịu để cảnh cáo nó thôi. Chị yên tâm đi. Tao đã cấm mày rồi, mày không nghe. Mày về hùa với mẹ mày. Mày không ưng nó thì mày phải ly dị. Chứ mày làm khổ nó thế hả? Mày, mày đánh mất hết nề nếp gia phong của dòng họ này rồi. Mày lấy cái mo đắp vào mặt tao đi, nhục lắm. Bây giờ con có nói gì thì bố cũng không tin. Con dám làm, dám chịu. Nhưng bố yên tâm, con sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến gia phong của gia đình mình đâu ạ. Đến nước này mà mày còn nói với tao cái giọng ấy hả? Con xin phép bố.
Muộn rồi. Ngủ đi em. Thức khuya hại sức khỏe lắm. Mặc tôi. Anh xin lỗi. Buông ra. Dạ rồi. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Lỗi của tôi lớn quá. Nên anh xin bớt có phải không? Bây giờ anh phải làm gì thì em mới tin. Anh nói mẹ không tin, em không tin, rồi bố cũng không tin. Bây giờ chỉ còn thời gian, em cứ chờ thêm vài tháng nữa. Chờ xem có phải là con trai thì anh mới đón về đúng không? Phương. Dạ. Vào đây con. Mẹ có chuyện muốn nói. Vâng ạ. Con đã biết tất cả rồi phải không? Vâng. Vậy thì con nên ly dị cho mọi người đỡ khó xử. Trước đây con đã nhiều lần muốn ly dị rồi. Nhưng bây giờ thì không mẹ. Con sẽ tiếp tục chữa. Con tin là con sẽ có con. Mẹ nên nghĩ lại đi. Đừng ác với con thế. Con xin phép con đi làm. Rồi bà sẽ phải ân hận vì những gì mình đã làm đấy. Dạ, thưa anh. Em đã làm xong phần thiết kế móng rầm và bản vẽ kết cấu. Cậu làm nhanh đấy. Nhưng sao trông phờ phạc thế kia? Dạ. Gia đình có chuyện à? Dạ không ạ. Anh yên tâm, em vẫn khỏe ạ. Tốt. Sau đợt đi công tác xa về, mình sẽ chính thức bổ nhiệm cậu làm trưởng phòng thiết kế. Cố gắng làm tốt nhé. Chúc thành công. Em cảm ơn ạ. Alo, mẹ à, con đây. Thế anh Khánh đã về chưa hả mẹ? Chưa, hơn tháng nữa nó mới về. Chờ tí, mẹ mang ngải cứu sang ngay. Con không ăn đâu. Con không thích suốt ngày mẹ cứ đi đi lại lại mãi. Hay là con sang bên đấy ở hẳn nhá. Nhưng còn con Phương, hay chờ thằng Khánh về rồi bàn? Lại chờ. Mẹ phải tranh thủ lúc anh ấy không có nhà mà dứt điểm luôn. Lằng nhằng vợ nọ con kia, rồi chỉ khổ cháu nội mẹ thôi. Thôi được rồi, để mẹ tính đã. Cô hỏi ai? Cháu đến gặp bác gái ạ. Vợ thì không có nhà. Cô có phải là thợ cắt tóc không? Vâng, cháu là Oanh đây ạ. Cô còn dám tới đây à? Cô về đi. Cháu chỉ định đến báo tin cho bác gái vui. Cháu gửi bác tờ phiếu siêu âm cho bác gái mừng. Chào bác, cháu về. Alo. Chị đây. Chị à, em đây. Chị đã về rồi đấy à? Sao sớm thế? Em đang ở đâu đấy? Chị gọi bao nhiêu lần không được. Em chuyển nhà đi đâu rồi? Sang chị mà lấy quà. Quà cáp để lúc khác. Em bận lắm. Đến đèo chị vào viện. Chị mệt quá. Thôi được rồi,
Em sẽ đến ngay. Hóa ra suốt thời gian vừa rồi mày tránh gặp mặt tao là vì cái bụng này đấy hả? Mày chót với ai? Bao lâu rồi? Nhà có hai chị em gái mà mày lại giấu tao thế à? Việc của em tự giải quyết. Ngu rồi. Thế thằng nào nó lừa mày? Để tao cho nó một trận. Chị thì lúc nào cũng cứ sồn sồn. Sắp cưới rồi. Thế sao mày giấu tao? Chị có thèm quan tâm gì đến em đâu. Lúc nào cũng lo Philip. Không quan tâm. Gọi điện thì lúc nào cũng em bận. Đến cửa hàng thì đóng cửa. Mày lẩn như trạch ý. Ừ thì chụp chồng một tí. Em sợ chị kêu. Mày giỏi thật đấy. Mày giấu tao đến tận bây giờ. Thế mày chói nó à? Thì cũng đại loại như thế. Nhưng em yêu anh ấy. Thế thằng ấy thế nào? Cuộc sống mà không có tình cảm thì khổ lắm em ạ. Quan trọng gì? Em chỉ cần tìm cho con em một gia đình tốt, một người bố tử tế. Thế thôi. Chị chữa bệnh đến đâu rồi? Mất cả đống tiền mà chả nên cơm nên cháo gì cả. Mệt quá nên phải về sớm. Chứ công việc của chị đã xong đâu. Thế anh Minh đâu? Nghe nói đang cặp với con nào trong Vũng Tàu. Chị định để yên thế à? Kệ. Tao nản rồi. Đợt này xuống sức quá. Chỉ có đứa con mới kéo được lão về thôi. Em gọi điện cho taxi đưa chị vào bệnh viện đi. Ây, khổ quá. Cô về ngay cho gia đình tôi không tiếp. Mẹ bảo con sang đây ở để chờ đến ngày sinh bố cho con vào. Tôi không phải bố cô. Con về bên nhà ở một thời gian cho gần trường, tiện đi làm. Con không phải đi đâu cả, mệt để bố đèo. Thôi, con đi đây. Mời bác ạ. Vâng. Bác xin nước ạ. Vâng. Tôi sang để xin lỗi anh chị. Cũng chỉ tại tôi không biết dạy con nên mới ra nông nỗi này. Bác không phải suy nghĩ gì đâu. Gia đình tôi cũng đoán trước được sự việc này rồi. Tội nghiệp con bé. Chắc nó phải suy nghĩ nhiều lắm. Độ này trông nó gầy quá. Dù có chuyện gì tôi cũng chỉ có cháu là con dâu thôi. Đến nước này,
tôi cũng phải đi đâu một thời gian, chứ không thể ở nhà được. Mọi chuyện cũng phải chờ thằng Khánh về mới giải quyết được. Anh ơi, con để con dao to của mẹ ở đâu? Tối hôm qua con cắt hoa quả, con để trên này này. Mẹ lên mà lấy. Cái mũ tai bèo của tôi bà để ở đâu? Tôi đã dặn bà bao lần rồi, đừng động vào đồ của tôi. Đâu, tôi động làm gì? Ở trên tủ ấy. Không, hôm qua tôi đã bỏ xuống dưới tầng 1 để chiều đi họp hội cựu chiến binh. Ông này lạ thật, cứ vất lung tung rồi đổ cho người khác. Kỷ vật của người bạn đã hy sinh, làm sao tôi vứt lung tung được? Thôi mẹ ơi, đừng tranh luận nữa. Con thấy cái mũ ấy rách một nửa nên vứt đi rồi. Ai cho cô đụng vào đồ của nhà này? Tìm ngay về cho tôi. Bố làm gì mà ghê thế? Có mỗi cái mũ rách thôi mà cứ loạn cả lên. Mày hãy cút khỏi cái nhà này. Ôi kìa ông, ông cố nhịn đi một tí, nó sắp đẻ rồi. Quá to lại ảnh hưởng đến cái thai. Thôi nào, tôi xin ông. Khổ quá. Em về nhà chồng rồi. Khi nào chị khỏe, sang nhà em chơi cho biết nhà biết cửa. Thế không định cưới xin gì à? Đẻ xong rồi cưới. Cứ như mày lại sướng. Chị nhìn mà thèm quá. Em xuống bếp, hôm lại ít cháo. Chị chợp mắt một tí cho đỡ mệt. Chị đỡ chưa? Chị mệt lắm. Anh Minh về rồi à? Chưa. Chị điện thoại bảo ốm. Nhưng anh ấy không tin. Anh ấy tưởng chị lừa. Em cũng về nhà mẹ em ở rồi. Đến mức ấy cơ à? Sao lại có loại đàn bà chơi chẹn đến thế không biết? Ai đến thế hả chị? Em gái chị đây. Mày khốn nạn thế à? Mày thấy tao khổ nhục thế này còn chưa đủ à? Chị thì hôm ở quán nước, cái mặt mày còn là mặt người nữa không? Chị không thuyết phục được em đâu. Em có cái khó của em. Khó gì? Mày khó thì mày làm khổ người khác hả? Đồ mất dạy. Chị nghỉ đi, mai em lại đến. Con về Phật tử Quảng Đại Long Trường Hàn Ách Đại Hương Thanh Đức Hoàn Hồng Tăng Tư Hàng Linh Phúc Hồng Dục Thông Dục. Anh Khánh ơi! Anh Khánh! À? Nhanh lên! Vào họp đi! Ừ! Anh vào ngay đây! Như vậy là phần kinh doanh đã xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần nhân sự. Trong thời gian vừa qua, tôi thấy đồng chí Khánh tỏ ra là người có năng lực, có trình độ chuyên môn cao, năng nổ trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nên tôi quyết định
đề bạt đồng chí Khánh làm trưởng phòng thiết kế. Tôi xin có ý kiến. Quả thật, công ty ta ai cũng đều biết rõ năng lực của đồng chí Khánh. Tuy nhiên, về mặt tư cách đạo đức thì tôi thấy đồng chí Khánh chưa xứng đáng. Công đoàn chúng tôi luôn nắm rõ đời sống của từng nhân viên trong công ty. Chúng tôi được biết, thời gian vừa qua, đồng chí Khánh đã đuổi vợ ra khỏi nhà để công khai đón cô bồ làm nghề cắt tóc cội đầu về nhà ở. Bịa đặt! Tôi vừa đi công tác về đến đây, làm gì có chuyện đó? Nhưng đồng chí không thể phủ nhận là cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu đã có chửa với đồng chí chứ. Tôi phản đối, nhưng xin phép được trình bày sau. Thay mặt công đoàn, tôi đề nghị phải đưa đồng chí Khánh ra hội đồng kỷ luật. Công ty ta không thể có những cán bộ thiếu tư cách như vậy. Còn về việc đề bạt chức trưởng phòng thiết kế, tùy giám đốc quyết định. Cảm ơn ý kiến của bên công đoàn. Trước khi bổ nhiệm đồng chí Khánh, tôi cũng đã trao đổi với đảng ủy công ty. Tôi không được biết việc này. Vì vậy, việc bổ nhiệm chức trưởng phòng thiết kế, tôi sẽ xem xét lại. Bố à? Vợ con đâu hả bố? Mày hỏi vợ nào? Vợ con về nhà ngoại, sao bố không ngăn lại? Bố phải bảo mẹ chứ. Mày là con tao, mà tao còn chẳng bảo được nữa là mẹ mày. Vừa đi công tác về mà bố con đã có chuyện gì thế? Trông đen quá, khổ thân. Lên gác tắm rửa rồi nghỉ đi. Con Anh nó chờ trên nhà đấy. Sao mẹ để cô ấy đến đây? Mẹ hứa với con thế nào? Hay, con không xót nó bụng mang dạ chửa thì cũng phải xót con của con chứ. Nhưng nó không phải là con của con. Mẹ lú lẫn rồi. Mẹ đuổi cô về đi để con đón vợ con về. Còn Phương nó bỏ bùa mê thuốc lú vào cho thằng này rồi. Tôi cấm anh đón cô ấy. Cô có quyền gì à? Ai cho cô đập bình cá? Đó là kỷ niệm của vợ chồng tôi đấy. Kỷ niệm? Hả? Này thì kỷ niệm. Cô có giỏi thì đánh vào đây này. Ôi, không, không. Mày không được đánh nó. Mày thích mày đánh tao đây này. Mẹ ơi, con đau quá. Con đau quá. Sao thế? Mới có hơn 7 tháng thôi mà. Con đau lắm. Con làm gì đưa nó đi đẻ nhanh lên. Còn đứng đây làm gì? Phương ơi. Phương. Anh muốn nói chuyện với em. Phương. Anh đến đây làm gì? Anh muốn nói chuyện với em. Anh không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy. Anh tưởng, anh tưởng cùng một lúc được ở với hai bà vợ chứ gì? Không, anh chỉ nghĩ là làm như thế. Anh Khánh à, trong tình yêu thì không có sự san sẻ. Hoặc là có tất cả, hoặc là chẳng cần gì hết. Thôi, anh đi về đi. Nhưng đó không phải là con của anh. Anh đã nói với em rồi cơ mà. Anh còn định lừa tôi đến bao giờ nữa? Nếu không phải là con của anh mà mẹ anh lại đưa về nhà chăm sóc thế à? Anh mau về mà chăm sóc con anh đi. Anh định bế thằng bé đi thử ADN thật à? Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng anh đã nghĩ, nếu kết quả không phải là con anh thì mẹ anh sẽ thế nào chưa? Liệu mẹ anh có chịu được sự thật hay không? Đây cũng chính là điều anh suy nghĩ suốt cả tuần qua. Nhưng không làm như vậy thì làm sao mà Phương quay về được? Nếu kéo dài chuyện này thì mọi việc sẽ đi đến đâu?
Em chưa có gia đình nên cũng không biết khuyên anh như thế nào cả. À, mà anh đã đến bệnh viện em giới thiệu chưa? Có đến rồi. Thế kết quả thế nào ạ? Nói chung là có hy vọng, nhưng bây giờ có ý nghĩa gì nữa đâu. Nào, nốt đi con. Rồi, ngoan lắm. Nào, bây giờ nằm xuống đây nhé. Ô, mẹ yêu, mẹ thương. Mẹ thương. Dậy ăn bát cháo móng giò cho có sữa đi con. Vâng ạ. Thưởng quá. Con ăn đi, để mẹ bế cháu xuống nhà chơi với ông. Ôi trời ơi. Nào, xuống dưới nhà chơi với ông một tí. Ông đang giận đấy. Ô, thôi được rồi, hai bà cháu mình đi nha. Alo. Anh đây. Anh còn gọi cho tôi làm gì? Anh cần gặp con. Em cứ đấy, anh sẽ đến. Không. Anh đã bỏ rơi mẹ con tôi. Anh cần gì? Cần tiền 10 triệu. Biết điều thì đem ra quán cà phê nắng. Tôi chờ. Sao nhiều thế? Tôi lấy đâu ra? Đẻ được cục vàng mà không có à? Nếu không thích nhà chồng cô biết thì đem ngay ra đây. Để tôi chờ lâu thì đừng có trách. Ông xem, thằng mũi nó giống ông không này? Chả giống gì cả. Con. Này, sao nó đẻ non mà thằng bé nặng những hơn 4 cân nhỉ? Đừng có nghĩ lung tung, công tôi cả đấy. Ông có biết đếm được bao nhiêu con gà và bao nhiêu con bồ câu không? Bốn con. Con đi có việc đây. Chưa hết cữ không được ra ngoài. Về già khổ lắm con ạ. Con có việc gấp, con gọi taxi rồi. Cháu đích tôn của bà. Chị Thơm, chị Thơm ơi, mở cửa cho em với. Chị Thơm. Chị ơi, chị cứu em với. Sao? Thằng Mỗi làm sao? Không phải thằng Mỗi, chị cho em vay gấp 10 triệu. Để làm gì? Mà sao trông em hốt hoảng thế? Chị có nhớ thằng Quốc hay sang bên cửa hàng em không? Nó mới chính là bố thằng Mỗi. Bây giờ nó nghiện nặng, em mà không đưa tiền cho nó thì lộ hết. Thế lâu nay em lừa gia đình nhà chồng chị Phương à? Vì em sợ khổ. Thằng Quốc hay sang cửa hàng xin tiền, còn dọa đánh em nữa. Em tưởng sang nhà anh Khanh là thoát, ai ngờ nó vẫn bám. Sao mày không nói chuyện ấy với tao? Bây giờ làm sao đây? Tại sao? Tại sao có người cũng gần bắt tôi? Anh đã bị bắt về tội cướp giật trên phố Hàng Đào trưa ngày hôm qua. Tôi vô tội. Theo chúng tôi về đồn ngay, đồng bọn của anh đang chờ đấy. Đi. Tội phạm.
trả lại chị tiền này, xong rồi. Chị sao thế? Chuyện của em đến đâu rồi? Nó bị bắt rồi. Em báo công an à? Không, em dạ gì báo? Báo để nó khai hết chuyện à? Chị sợ sau này nó trả thù em thôi. Kìa chị, chị làm sao thế? Chị đừng làm em sợ. Em đưa chị đi bệnh viện nhá. Chị bị ung thư tử cung rồi. Sao? Sao lại thế? Chị bị từ khi nào? Lâu rồi. Bác sĩ bảo nếu cắt hết thì may ra sống. Sao chị không cắt mà để đến nông nỗi như thế này? Chị cố chữa. Phụ nữ mà không có con thì cực lắm em ạ. Chị đừng chết. Chị còn có em, có cháu mỗi cơ mà. Mọi chuyện không thể giấu mãi được. Em đừng đem bất hạnh của mình mà đổ lên đầu người khác. Chị Phương cũng như chị khổ lắm. Em còn có thằng mỗi cơ mà. Chị ơi. Ông Phong ơi. Ông Phong ơi, ông Phong. Ngồi đây. Con Hoành đâu? Thằng Mỗi đâu? Hay thằng Khánh chuyển mẹ con nó đi đâu? Mấy hôm nay tôi thấy nó cứ trực bế thằng bé đi đâu ấy. Hay ông lại mắng mỏ gì để mẹ con nó phải bỏ đi hả? Bà đọc đi, cho sáng mắt ra. Cháu thành thật xin lỗi bác và gia đình. Cũng chỉ vì hoàn cảnh mà cháu đã gây ra cho gia đình bác rất nhiều chuyện. Đến giờ cháu rất ân hận. Trước khi đi, cháu có một điều phải nói cho bác rõ. Thằng Mỗi không phải là con của anh Khánh. Cháu thật có lỗi khi đã lợi dụng hoàn cảnh của chị Phương để làm việc này. Cháu cảm ơn bác đã chăm sóc lo toan cho mẹ con cháu trong lúc khó khăn. Nếu một lúc nào đó bác tha tội cho cháu, mẹ con cháu sẽ đến tạ lỗi với gia đình. Chào bác. Ôi giời ơi là giời. Con mất dạy. Già đời thế này rồi mà vẫn còn bị con danh nó lừa. Con ơi là con. Cháu ơi là cháu. Công cốc công cỏ rồi. Em vẫn còn đến thăm chị à? Chị đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm mà chữa bệnh. Số mình nó thế rồi mà. Chị xin em hãy tha lỗi cho con Oanh. Nó trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ nên làm liều. Nó đã biết lỗi nên về ở với chị rồi. Em về nhà chồng đi. Chị biết Khánh chỉ yêu mình em thôi. Nếu không phải là Oanh thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác. Anh ấy luôn chịu áp lực của mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh làm dâu em sợ lắm rồi. Nhưng em vẫn còn yêu Khánh chứ? Thank you.
mua cho con đây này. Xuống ăn cơm đi. Nhịn mấy hôm liền là ốm đấy. Con không ăn. Mẹ đừng làm phiền con nữa. Mẹ có mua hàng trăm con thì Phương cũng không về cái nhà này đâu. Con mất tất cả rồi. Mẹ biết chưa? Mẹ ra đi. Phương ơi, Phương, mở cửa cho anh. Còn làm thế, liệu có quá không? Chưa thấm tháp gì so với những ngày con phải chịu đựng đâu. Thôi, mẹ cứ đi ngủ đi. Nó nhất quyết không chịu mở cửa hả? Tôi thấy nó làm thế cũng đúng đấy. Cho con mình bỏ tức. Bà ra mở cửa cho nó đi. Tôi biết tính nó mà. Nó sẽ đứng lì ở đấy đến sáng cho mà xem. Không. Thế bà định để con Phương nhà mình ở như vậy mãi sao? Chuyện của hai đứa để nó tự giải quyết. Ông đi nghỉ đi. Phương ơi, mở cửa cho anh đi. Anh muốn nói chuyện với em. Em biết mọi chuyện rồi. Em phải hiểu anh chứ. Anh đã làm tất cả vì em mà. Em mở cửa ra cho anh. Anh cho em xem cái này. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Về trường hợp của chị Nguyễn Thanh Phương, theo kết quả bệnh án, chúng tôi khẳng định hoàn toàn có thể thực hiện được việc mang thai theo phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng thụ tinh trong ống nghiệm, gọi tắt là IVF. Trung tâm hỗ trợ sinh sản chúng tôi đã thực hiện thành công cho nhiều cặp vợ chồng có cùng hoàn cảnh như chị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải làm xét nghiệm lại sau mới có thể trả lời chính thức được. Bà ơi, ra đây mà xem này. Tôi đang sốt hết cả ruột cả gan lên đây này. Còn thiết gì mà xem nữa. Bà cứ ra đây, nhanh lên, hay lắm. Bà ơi. Bà nhìn kìa. Ôi, cây bưởi ra hoa rồi. Điềm lành đấy. Nhưng... Bà cứ yên tâm, rồi các con nó sẽ về thôi.